Ok, hi, xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã trở lại với channel của mình là cái đây. Và hôm nay mình sẽ thực hiện thử thách sinh tồn trong thế giới Kimi no Yaiba. Thì mở đầu mình phát hiện ở đây có bà già rồi mọi người. Lúc mà nhóm Tanjiro bị thương ấy, đi đánh vị bị thương thì đã ghé vô nhà của bà già này. Và bà già này đã giúp đỡ nhóm Tanjiro rất là nhiều luôn. Ồ, đây rồi. Tự nhiên có cái căn nhà xuất hiện trước mặt mình luôn mọi người à. Nhà này có gì không ta? Phôi Netherite ảo ma mới vừa mà được mấy cái khoáng sản quý rồi mọi người à, quá đã. Coi thử còn gì nữa không nha, mở cửa được không? Ủa sao cái cửa này mở không được, lên phía trên coi thử nha. Còn rương này. Sao giường trống không không vậy? Mới vô mà có phôi Netherite có sắc cái kiểu rồi. Ngon vậy, rất là nhiều cà rốt khoai tây luôn. Ủa mà sao đúng một sở tách hay vậy mọi người. Mình nghe có tiếng gì đó. Có cái đàn nè. Wow, lấy được không? Mình có một cái đàn nè mọi người. Nhìn cái đàn này mình nhớ tới Genesu á mọi người à. Lúc đó Genesu kiểu bực bội lên và đánh đàn này. Là mình nhớ tới cái khúc đó quá à. Mình là một trong những người rất là mê bộ truyện Kimi no Yaiba mọi người à. Tự nhiên đâu xuất hiện cái ngôi làng rất là đã luôn mọi người à. Có cái tấm nệm để ngủ nè, mà ngủ có được. Một căn nhà gì đó để mình vô khám phá thử nha. What? Reaper? Wow, ở trong nhà này có rất là nhiều Reaper nhện luôn nè. Có mấy quyển sách nè, có một cái quần da với cái áo giáp da. Mình sẽ mặc vô luôn. Mấy cái cửa này mình mở ra được nha. Có nhà tắm luôn nè. Trời ơi, cái bồn nước sao tím liệm vậy? Rồi, sinh tồn bình thường thôi. Mình sẽ đi đào đá làm dụng cụ ha. Mình sẽ chế tạo một cây cúp sắt. Có cúp sắt rồi mình sẽ đào cái chỗ đá này. Rồi sau đó mình sẽ đi đào đá cuội nè. Có cái con gì đó ở phía trong. Con gì vậy? Con gấu mọi người à. Oh no. Sao nước ở trong cái hồ này tím liệm vậy? Mình xuống thì chả bị sao hết. Nước bình thường à. Vô trong nhà phù thủy thì cũng không có gì luôn. Ê, kiếm sĩ diệt quỷ kìa. Kiếm sĩ diệt quỷ mà tiêu diệt phù thủy à? Được luôn. Kiểu như là cái con nào là quái hoặc là ổng tiêu diệt hết mọi người ơi. Nhìn ổng nè. Hay không? Hay thì cho tôi xin cái kiếm đi. Ủa mình đặt ra được luôn à? Vãi cái trưởng. Mình nghe nói là ở trên núi cao sẽ có những cái loại khoáng sản này. Cái khoáng sản này chúng ta có thể chế tạo thành kiếm ấy mọi người. Chúng ta có thể chế tạo được tóc nữa nè. Vãi, tóc mà cũng chế tạo được luôn à. Mình có thể sử dụng len để chế tạo áo tròn này. Đây rồi. Mấy con quỷ nó đã xuất hiện rồi, chạy thôi. Mình chưa phải là kiếm sĩ diệt quỷ cho nên mình rất là sợ quỷ mọi người à. Ê, đánh nhau thì né tôi ra một cái. Ok, mình nghĩ vô đây than là đủ rồi. Bây giờ mình sẽ làm cái khiên mọi người à. Muốn trở thành kiếm sĩ diệt quỷ thì mình phải tiêu diệt mấy con quỷ nhỏ trước mọi người ơi. Cái khiên bây giờ nó rất là quan trọng mọi người à. Không có khiên và toàn ấy. Mình phải chế tạo cái khiên trước. Đánh đấm gì ghê vậy? Trời ơi, luyến trụ đánh với lại con gì đó, con quỷ gì đó mình không thấy rõ mọi người à. Ngôi nhà gì đây? Ê, có quỷ Alex kìa. Cứu với. May quá mình thoát rồi mọi người ơi. Ủa sao ngôi nhà có cái đầu lâu nhìn ghê vậy? Mình mới vừa bị cái con quỷ cá nó tiêu diệt mọi người à. Cây vải. Mình thấy ở đây có cái đền này. Không biết là đền gì nữa. Trời ơi, đền của quỷ à. Đi ra thôi. Không có con quỷ nào ở phía trong mọi người à. Ok, trả thù thôi mọi người. Ở phía trong ngôi nhà này có cái con quỷ nha. Mình phải dùng lóc mình đặt ra để né mấy con quỷ. Daki. Mình phát hiện ở trước mặt có một ngôi làng rừng thông. May quá. Mà mình phải thức đêm chứ đúng không? Thức đêm để mình giết quỷ chứ. Hình như là dân làng đi ngủ hết rồi cho nên là không thấy bóng dáng một ai ở đây luôn. Sao cô đơn dữ vậy? Có con quỷ. Con quỷ nhỏ. Con quỷ này mình giết nó được. Ok. Nó đâu có dùng phép thuật được đâu. Đấy. Ui, nó trâu vãi. Nhìn cái mặt nó kìa. Nhìn cái mặt nó ngu người chứ.
Ok, trở thành kiếm sĩ như quỷ. Đây rồi, mình đã có em quạ. Ê, sorry quạ. Là đánh nó mọi người. À, có giáp nè. Mặc giáp vô. Nhìn mình ngầu chứ mọi người. Hình như là mình có thêm cái kiếm nữa thì phải á. Đây nè, đây nè. Ê, ê, không có quỷ xuất hiện nha. Kiếm gió mọi người à. Ê, 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 khoan, 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 khoan. Cái gì vậy? Ai vậy, ai vậy? Ui, vậy nó xù. Ăn vô con vả đúng không mọi người? Ê, lâu ngày không gặp lại, coi cái bản mặt coi. Dễ thương vãi. Nhưng mà nhiều khi anh ấy téo lắm mọi người à. À, có con quỷ nhỏ bên đây nè. Mình sẽ sử dụng skill ha. Nhiều skill lắm. Wow, 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 từ từ. Chuyện gì cũng phải từ từ anh ơi. Đấy, thấy tuyệt chiêu gió của mình chưa? Yeah, mình đã giết được một con quỷ bằng kiếm gió. Quá tuyệt vời, khởi đầu suôn sẻ nha. Mà cầm khiên để làm gì đâu, mình cầm bánh mì trên tay đi ha. Ok, ăn vô con quạ. Ủa, mình phải tiêu diệt một con quỷ nữa hả? Ok, tiêu diệt nhiều quỷ nha mọi người. Cái con quạ này nó không có hiện cái tọa độ lên. Tọa độ đi tới khu rừng ấy mọi người. Kiếm gió này giúp mình nhảy lên rất là cao luôn nha. Hình như nhà của Tamayo thì phải á. Mình thấy nó quen quen mọi người. Ê, có dân làng ở phía trong luôn. Ảo ma vậy. Có mấy con scare ở trong nhà. Ê, 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 thanh niên rèn kiếm nè. Chú ơi, con muốn có kiếm mạnh thì làm sao chú ơi? Ê, chú ơi nè. Chết mày chưa, cho mày chờ. Còn ai nữa không? Ở sao lắm scare vậy ta? Con quạ của mình nó đi rồi. Có lầu này. Lầu này dẫn lên một cái căn phòng trống không, chả có gì cả. Còn đây là nhà xí. Có cái bồn cầu nè, ảo ba thật. Để mình thử chém con gấu này nha. Wow, một phát nửa cái máu luôn. Ui chết luôn kìa. Mạnh thật. Bây giờ mình thử từng chiêu cho mọi người xem nha. Chiêu đầu là lướt mọi người à. Lướt như một cơn gió. Chiêu thứ hai. Wow, nhảy lên và chém ra quết gió rất là to luôn. Chiêu thứ ba. Chém xung quanh. Chiêu thứ ba này để đánh quái ngon nè. Chiêu thứ tư. Chém liên hoàn gió. Nghe cũng hay chứ bộ. Chiêu thứ năm. Nhảy lên và chém. Rất là nhiều gió luôn. Chiêu thứ 6. Chém một phát. Có một cái lốc xoáy gió xuất hiện. Rồi, qua chiêu này. Chiêu này có vẻ ngầu á mọi người. Lộ một phát và chém ra gió ha. Nó hồi khá là lâu ấy. Nhảy lên. Rồi lộ một phát. Rất là ngầu luôn. Mình phát hiện ở đây có một cái căn nhà. Ê, nhà này quen dữ. Nhà của Tanjiro này. Đúng không ta? Để mình coi thử nha. Ê, có mùi gian ở trong này không? Mình sợ có mùi gian ở trong này mọi người ạ. Rồi mình sẽ đi ra sao. Đây rồi. Đây là cái chỗ ba của Tanjiro dùng vũ điệu hỏa thằng này mọi người. Hỏa thằng thằng lạc. Ở trong nhà thì có khối sắt này. Ngoại, chậm luôn. Nhà Tanjiro toàn là máu không mà. Tại vì có vụ thảm sát ở đây mà. Có hộp súng cơ. Tuyệt vời, có hộp súng cơ luôn. Quá đã. Bỏ đồ vô phía trong thì tuyệt vời biết bao. Ở phía trong rương mình thấy có than này. Mình biết than này từ đâu ra rồi. Tanjiro đi đốn củi ấy. Đốn củi hầm than đấy. Thì ra là vậy. Trước mặt của mình đó chính là rừng. Ủa rừng gì lạ vậy ta? Đâu phải rừng của thợ săn quỷ đâu. Ui có quỷ luôn nha. Có quỷ thì ngon. Hi hi hi. Tới công chuỵ. Wow, chiêu này mạnh đấy. Ê, cái gì mà mới tới đây gặp nhiều thứ vậy? Ê, Muichiro. Hello. Nhiều thứ quá mọi người à, có quỷ này. Chiêu của mình là Thượng Hiền Tứ. Ê, để tôi checkpoint cái đã. Khoan. Ê, mình giết được nó rồi à. Thượng Hiền Tứ đang đánh thợ săn quỷ. Wow. Sao nó mạnh vậy? Cứu bé. Alo. Wow. Ảo ma thật, mình chết mất tiêu luôn.
Thôi né cái con thượng hiền tứ đó ra mọi người ạ. Ui nữa này. Ui quỷ gì đây? Ui thượng hiền tứ luôn. Ui Tanjiro, cái gì mà lu bù vậy? Hello Tanjiro. Ui Tanjiro có án diệt quỷ mạnh ha. Mình muốn có án diệt quỷ mọi người ạ. Ok, còn một con nữa kìa. Ui thượng hiền tứ đó cha. Trời ơi, ông đánh thượng hiền tứ luôn. Thôi con không có liên can gì vô đâu. Trời ơi, sao cái cửa nhỏ này mày. Wow, sao mình mạnh vậy? Ô né cái con thượng hiền tứ đó ra là được. Ê có phù thủy kìa. Này thì phù thủy với chúng tôi. Ui nó phăng thăng kìa. Ủa có Naruto bên đây luôn à. Đây là Kimi no Natsu giải ba mà. Quỷ quá chúng tôi. Quỷ quá chúng tôi. Con quỷ này nhỏ không sao hết, mình giết được. Đó mọi người thấy chưa, mình lên được Kanoto rồi. Ủa Kanoto là cái gì? Ok chắc là cấp bậc của thợ săn quỷ thôi. Đó mọi người thấy chém ngầu không, mình đã giết được một con quỷ. Nhảy một phát lên cái cây này luôn rồi xong, nó không thấy được mình. Ok xuống đất này. Wow cái chiêu này ngon ấy, nhưng mà cái con quỷ bình này có vẻ mạnh hơn mình mọi người ạ. Chết đi. Ok mình đã tiêu diệt được cái con quỷ bình, nhưng mà mình cũng sắp chết queo luôn. Ở trong cái khu rừng này mình thấy toàn là mấy con phù thủy màu xanh không à. Nó có thể phân thăng ra á mọi người, khá là nguy hiểm. À có thêm quỷ này. Wow. Wow. Bây giờ mình đánh cái con quỷ Steep cực kỳ nhanh luôn. Ok bây giờ mình sẽ đi tập luyện. Mình sẽ tìm mấy cái con quỷ nhỏ trước, chứ mình không dám đụng tới thượng hiền đâu mọi người ơi. Đang sợ quá. Mới vô mà gặp thượng hiền tứ rồi. Gặp Tanjiro nữa. Nhưng mà Tanjiro hiền ha. Tanjiro diệt quỷ chứ không phải là Tanjiro quỷ. Tanjiro quỷ là cái con mạnh nhất rồi. Oh mình phát hiện ở đây có ngôi làng. Đây rồi. Khu rừng có Sabito. À cái con quỷ mập. Lúc khởi đầu mình phải đứng lên vài lóc để tiêu diệt nó. Lần này thì chấp nó luôn. Con quỷ mập. Cái con quỷ mập. Hai dô. Thanh niên cầm súng. Ê chơi cầm súng là chơi không đẹp đâu. Thôi thì mình tiêu diệt cái con quỷ Steep này. Ê có quả kìa. Có con quả nhưng mà đâu phải là quả của mình. Ok mình sẽ đờn cho quả nghe. Ok quả về phe mình nha. Hả? Con quỷ gì đây? Con quỷ bốn chân à. Ghê vậy. Chết đi. Quỷ mà xấu quá. Ủa nhiệm vụ 1. Khoan, mình đã có nhiệm vụ rồi. Bây giờ là phải đi gặp Sabito. Ở phía dưới mình thấy có ngôi nhà của trụ cột mọi người à. Rất là to luôn. Lúc này là Tanjiro bị bắt lại nè. Với lại là tra tấn. Ồ, đây rồi, đây rồi. Em gái của Sabito. Mình phải tìm Sabito. Quỷ này. Ui, con quỷ này nhìn ghê quá à. Chết đi. Quỷ mà xấu quá. Ờ thì quỷ lúc nào chả xấu. Nhưng mà cũng có quỷ đẹp nha. Không phải lúc nào quỷ nó cũng xấu đâu. Mình phát hiện ở đây có cái căn nhà gì nè. Ồ nhà gì đây. Ê mặt nạ nè. Ai cho mày vô đây. Làm phiền người ta quá à. Chết đi. Đấy trở về cát bụi luôn. Mình được một cái mặt nạ Tengu của cựu thể chủ. Với lại mặt nạ của Sabito. Nhưng mà mặt nạ Sabito có vẻ yếu. Nhưng mà mình sẽ mặc thử ha. Wow, cũng được đấy chứ. Nhưng mà yếu quá. Nhưng khoan. Mình được cây kiếm mới. Cái tiếng nước này nghe đã tai hơn cái tiếng gió mọi người ạ. Nhìn đẹp đấy chứ. Để mình thử tất cả skill cho mọi người xem ha. Mọi người nhìn mình lướt kìa. Lướt nhanh cực kỳ luôn. Chiêu này là chạy nhanh nè. Ồ, mình có thể sử dụng cái chiêu này để đi phiêu lưu ấy. Wow, rất là nhiều nước luôn. Quá đã. Ok, mình sử dụng một chiêu để đánh thôi ha. Sử dụng nhiều chiêu quá mình lú mọi người à. Wow. Tiêu diệt xong mình chết luôn à. Wow.
quay. À, con quỷ mà ăn thịt Sabito này, trong cái kỳ thi huấn luyện này. Này, trả đi, trả Sabito lại cho tao. Con rồng bự vậy. Nhìn con rồng này mọi người, ảo ma chưa? Con rồng nước mọi người ơi, mình chịu hồi ra ấy. Con chuột cơ bắp của thanh niên hào nhoáng này. Ui, Sabito, đây rồi, Sabito mọi người ơi. Ôi, Sabito bị dính cứng rồi. Ok, mình đã thuần hóa được. À lộn, mình đã nói chuyện với lại Sabito thành công. Rồi, nhiệm vụ thứ hai ha. Nhiệm vụ thứ hai là nhiệm vụ gì đây? Kêu một cái cánh tay của quỷ hả? Cánh tay của quỷ là gì mọi người? Ui, con quỷ này nó có cái cánh tay này. Wow. Ở đây chúng ta có... Ê, ông chú thợ rèn. Ông chú thợ rèn, rèn cho con vài cái kiếm đi. Được không ta? Ờ, mình không đánh được ổng nha. Đánh ổng là toan ấy. Ổng mạnh lắm ấy. Nhìn ổng cầm hai cái dao sợ quá. Đây là anh trai của Genesu đúng không mọi người? À, ổng là thợ săn quỷ mọi người ạ. Chứ không phải là quỷ đâu. Và mấy cái mọc nhăn này cũng không có đánh mình nha mọi người. Ê, lại là quỷ. Cái chiêu rồng này mình sử dụng không có quen mọi người ạ. Ua, mà nó mạnh lắm nha. Lại là Sabito. Mà lắm Sabito vậy ta. Tới khu rừng này là thấy Sabito à. Wow, tự nhiên mình thấy càng ngày càng mạnh mọi người ạ. Ui, con quỷ trống. Wow, wow. Con quỷ trống này nó đánh giỏi à, khó chịu lắm. Ua. Chết mày đi. Yeah, mình đã tiêu diệt được con quỷ trống. Cái trống này mình sử dụng không có được mọi người ạ. Sử dụng như nào? Ui, ui, ui. Ê, đánh nhầm. Trời ơi, em đánh nhầm chị ơi. Trong khu rừng này toàn là kiếm sĩ diệt quỷ không à. Ở đây mình thấy có thanh niên trụ cột gì quên mất tiêu rồi. Âm trụ hả? Âm trụ hay là nham trụ mọi người? Xà trụ Iguro. Nhiều trụ cột quá à. Ơi, lại kiếm này mọi người. Mình được thêm một thanh kiếm. Lại là kiếm nước, giỡn quá à. Lại là con quỷ trống này. Wow, nó đánh mình văng ra cả khúc luôn. Mà mình đánh nó cũng văng ra cả khúc luôn. Wow, tự nhiên bây giờ thấy mình mạnh vãi nồi mọi người à. Đi bơi Akaza. Akaza trước mặt kia. Không nên đụng tới nó đâu mọi người à. Ê, nó tới. Thanh niên Akaza mạnh vãi. Khuôn mặt của Sabito bây giờ mới thấy mọi người. Ui, tan biến luôn rồi. Đây rồi, đánh MU luôn. Không, nhưng mà không ổn mọi người à. Có vẻ MU rất là mạnh. Ui, chịu hồi nguyên xe lửa luôn trời. Chơi vẹ trở lại trời ơi. Mình đã thấy được cánh tay quỷ rồi. Ok, mình sẽ chơi bẩn một tí nha. Mình sẽ đem cái giường tới gần cái con MU, mình tiêu diệt nó. Để đánh nó liên tục mọi người à. Đâu rồi, nó đâu rồi? Ê, mình nhặt được cái súng này mọi người. Vậy là mình đã tiêu diệt được thập nhị nghiệt quỷ rồi mọi người ơi. Là cái con MU á, MU nó là thập nhị nghiệt quỷ mọi người ạ. Nhưng mà nó không phải là cái thành tích tiêu diệt cái bàn tay. À, cái bàn tay này. Cái bàn tay của MU này mọi người. Mình đã nhặt được cái bàn tay này. Ok, nói chung là mình đã tiêu diệt được thập nhị nghiệt quỷ là con MU á. Bây giờ mình lại tiếp tục đi farm. À, đúng rồi, mình đã có súng. Ồ, nhưng mà mình không bắn được. Mình chỉ bắn được bình thường thôi à. Nếu mà mình trở thành quỷ á, thì mình có thể sử dụng được tuyệt chiêu đặc biệt của cây súng này. Trời ơi, cây súng nó mạnh hơn kiếm nữa. Wow. Mình sẽ tiêu diệt quỷ bằng súng cho mọi người xem.
quay đưa của nó. Ok, không cần tới mấy cái tuyệt chiêu lửa trong nước, súng là được, hơi thở hải phòng. Đây rồi, nó bắn liên tục được mà, đâu có tốn đạn gì đâu. Wow, quá đã, nhặt được cái súng tuyệt vời. Daki. Ồ, thôi, né Daki ra mọi người. Ồ, Kokushibo. Em xin lỗi. Ủa, trời sáng nên là biến mất luôn rồi. Ảo ma thật, mém chết. Chọc chó rồi. Chọc đúng Kokushibo, thượng huyền nhất luôn. Ủa cái gì đây, áo giáp của thượng huyền tứ. Wow. Ê, sử dụng đồ quỷ cũng ngon ấy chứ. Cái đồ quỷ này nó cộng kháng để lùi ngon thật, nhưng mà nó không bằng áo giáp đâu mọi người ơi. Đây là viêm trụ Rengoku, rất là ngầu luôn, ngầu bá cháy bộ chét luôn. Hình như là mình đánh mộc nhân Zojichi là mình được cái gì đó. Ok, thử đi ha. Hơi thở hải phòng. Ui, ui nó mạnh vậy. À, nạp đạn nhanh thật luôn ấy. Mới hết đạn, nạp đạn lại rồi. À, mình đánh mộc nhân Zojichi á thì mình được kinh nghiệm này, rất nhiều kinh nghiệm luôn ấy. Thôi thì bây giờ mình cùng các bạn đi làm áo choàng ha. Mình sẽ làm áo choàng của Zenitsu. Đây rồi, một đàn cừu luôn, tuyệt vời. Mình đã có len, mình chế tạo thành len vàng. Rồi sau đó mình chế tạo một cái bàn ráp thính. Đây rồi, Haori. Sau đó mình sẽ bỏ vô cái áo này đúng không? Wow. Đây rồi, đây rồi, tuyệt vời. Áo choàng của Zenitsu nha mọi người. Đi qua hướng này thì mình thấy có một ngôi nhà. Ồ, ngôi nhà của trụ cột. Để mình vô phía trong xem nha. Vô phía trong thì mình thấy có cái rương này. Toàn là thuốc không có hiệu ứng không à. Một quyển sách và một cái áo. Áo của Zengoku. Đổi được không? Ồ, không đổi được mọi người ạ. À, mình phải có cái áo khác. À, để chế tạo cái áo này thì mình cần cái khoáng sản này mọi người ạ. À. Wow, đặc biệt là nhà này rất là sang nha. Nhà này là dùng vàng để xây. Trời ơi, giàu quá. Đúng là chúa công. Có con quỷ gì kìa. Luyến chủ đánh lợi ai thế? Wow! Phủ nào phủ? Đánh luôn, hội đồng luôn. Dám đánh chị tao? Mày dám đánh chị tao hả? Ok, mình được cái tay nè. Quá đơn giản. Bây giờ mấy cái con quỷ này nó không thành vấn đề đối với mình mọi người ạ. Mình đã tiêu diệt được 30 con quỷ. Gì quỷ vậy? Mình sắp trở thành trụ cột rồi. Hashira là trụ cột đúng không mọi người? Thấy một thanh niên có vẻ yếu, mình lao đầu vô đánh luôn. Tiêu diệt con quỷ này xong thì mình hoàn thành thành tích trụ cột, nhưng mà mình chết queo luôn rồi. Khi mà mình lên thành trụ cột á, mình sử dụng kiếm là mình được thành tích này. Mình sẽ sử dụng kiếm nước nha. Đó, mình đã trở thành thủy trụ. Mình được thủy trụ với là gió trụ rồi. Còn rất là dù trụ cột luôn. Nhưng mà mình phải có mấy cái thanh kiếm đó, mấy thanh kiếm của trụ cột ấy, là mình hoàn thành được thành tích mọi người ạ. Nhưng mà muốn có mấy thanh kiếm này thì mình phải tiêu diệt trụ cột đúng không? Wow, mấy thanh niên quỷ chạy nhanh này chạy cực kỳ nhanh luôn. Nhưng mà không chạy lại anh Rengoku đúng không mọi người? À, cái con quỷ điều khiển này. Điều khiển dấu... Đó, mọi người thấy không? Nó yếu lắm luôn ấy. Nó điều khiển mấy cái mũi tên là mình đi theo tầng hướng ấy. Khá là hay á. Đó mọi người thấy không? Mình cũng điều khiển được nè. Wow, tuyệt vời. Được đấy.
thêm một món đồ chơi vào bộ sưu tập của mình. Thượng hiền nhất Kokushibo. Mình đánh lại không ta? Ok, thử tay luôn mọi người ạ. Lấy súng bắn tụi... Ủa khoan, không dùng súng được rồi. Wow, nó mạnh quá mọi người ạ. No, chết mình mất. Súng đâu? Phải dùng súng mọi người ơi. Trời ơi, nó đỡ hết đạn luôn. Đúng là thượng hiền nhất có khác mọi người ạ. Mình đánh không lại. Nó mạnh quá. Trụ cột không là gì đối với nó mọi người ơi. Mình tính là sử dụng súng để tiêu diệt nó, nhưng mà bất thành mọi người ạ. Mình được thành tích gì nè? Thăng là trụ cột nhưng không đánh lại con Kokushibo. Ủa sao hai thanh niên kiếm sĩ này lại chém nhau? Bị quỷ điều khiển à. Mình phát hiện ở phía dưới có thanh niên gì đó. À, thanh niên Muichiro đang đánh quái vật. Wow, sao nhiều rắn vậy? Wow, trời ơi, rắn mà nó chịu hồi kiểu đó thì làm sao mình đánh lại. Và ok, chắc là hôm nay mình chơi tới đây thôi. Mình đã trở thành trụ cột rồi nha. Và nếu mọi người ủng hộ thì mình lại tiếp tục chơi Minecraft Kimi no Sura 3 cho mọi người xem ha. Rồi tập sau mình sẽ tiếp tục khám phá thế giới Kimi no Sura 3 cho mọi người xem tiếp ha. Còn bây giờ thì bye bye, hẹn mọi người vào video Minecraft lần sau.